chị không cần phải bảo vệ em. Em không có sợ. Xin chị đừng xa lánh em nữa. Xin đừng đóng cửa lại. Chúng ta không cần giữ khoảng cách như bấy lâu nay. Và cho giây phút lần đầu tiên đón chờ. Giờ thì em đây đã biết. Cho giây phút lần đầu và mãi mãi. Hai ta sẽ luôn nắm chặt tay. Chị em ta sẽ cùng rời khỏi ngọn núi này. Chỉ chẳng cần một mình trốn chạy. Và cho giây phút lần đầu và mãi mãi. Chúng ta luôn bên nhau. Trong thế giới muôn màu, nhạc nhớ chị hiểu. Cảm ơn em, chỉ cần ở đây. Cô đơn là thế, chỉ thấy tự do trốn này. Hãy tránh xa chị, điều đó an toàn cho em. Không phải là như thế, sao không phải là như thế? Có những thứ đôi khi chị không biết, sao chị không hay biết? Arendelle bị tuyết trắng nhân chìm. Sao? Chị đã vô tình tạo ra một mùa đông bất tận khắp mọi nơi. Nhưng không sao, thu lại các phần là được. Chị không thể, chị không biết làm. Chị làm được, em tin chị mà. Em vẫn cho giây phút lần đầu tiên đón chờ. Có thể đánh bại được mùa đông này và cả chị. Anna, mình nên đi thôi. Không.